Quy luật hoa sen, đọc và ngẫm, bất cứ ai cũng sẽ tìm thấy lợi ích cho chính mình. Đơn giản, dễ hiểu nhưng thâm thúy. Định luật hoa sen dưới đây có thể sẽ giúp được nhiều người trong chúng ta sốc lại tinh thần. Trong một đầm sen, ngày đầu tiên hoa nở rất ít. Đến ngày thứ hai, số hoa nở gấp đôi ngày thứ nhất. Và sau đó, cứ mỗi ngày, hoa sen đều nở thêm với số lượng gấp đôi ngày trước đó. Nếu như đến ngày thứ 30, hoa sen sẽ nở đầy một khu đầm, thì vào ngày thứ bao nhiêu, hoa sen trong đầm nở được một nửa? Câu trả lời này, liệu có phải ngày thứ 15? Sai, câu trả lời là ngày thứ 29. Tại sao lại như vậy? Thực ra, đây là một câu chuyện mang tính chất hình ảnh để nói lên quy luật hoa sen nổi tiếng, hay gọi là quy luật 30 ngày của người Trung Quốc. Cuộc đời của rất nhiều người giống như hoa sen trong cái đầm kia. Ở thời điểm bắt đầu, chúng ta ra sức làm, dốc sức làm, giống như hoa sen kia ra sức nở. Nhưng dần dần, chúng ta bắt đầu như những cánh hoa, cảm thấy khô héo, mệt mỏi, thậm chí là chán trường, có thể ở ngày thứ 19, hay thậm chí là cố đến ngày thứ 29, chúng ta bỏ cuộc, chấm dứt mọi nỗ lực, kiên trì, khí thế lúc đầu. Và khi đó, chúng ta cách thành công chỉ một ngày hay chỉ một bước chân. Ở đây, quy luật hoa sen cho chúng ta biết một đạo lý rằng, để có thể nỗ lực đến bước cuối cùng, thứ mà mỗi chúng ta cần phải có không phải là vận may hay trí thông minh, mà đó là nghị lực. Có nghị lực và không có nghị lực, kiên trì đến cùng và không kiên trì đến cùng, kết quả được tạo ra khác nhau rất xa. Vì cuộc đời chúng ta cũng giống như việc chúng ta đi xe đạp vậy, chỉ cần ta không duy trì việc đạp pedal nữa, xe sẽ đổ. Thế nên, nếu muốn xe vẫn bon bon chạy về phía trước, nếu muốn trải nghiệm những điều thú vị ở con đường phía trước, và nếu muốn đến đích, bạn không thể không kiên trì đạp xe đến cùng. Hãy giữ cho mình tâm thái luôn luôn phấn đấu, nghị lực vươn lên, vượt qua mọi rào cản, bạn sẽ cảm thấy cảnh đẹp đang đợi mình ở phía trước. Triết gia người Mỹ Elbert Hubbard cũng từng có một nhận định tương tự như thông điệp mà quy luật hoa sen muốn gửi gắm, đó là không biết đã bao nhiêu lần con người buông tay từ bỏ, khi mà chỉ một chút nỗ lực, một chút kiên trì nữa thôi là anh ta sẽ đạt được thành công. Vậy nên, viên gạch cuối cùng quyết định thành công ở đây chẳng phải là nghị lực, là sự bền bỉ kiên trì sao? Jack Ma, doanh nhân nổi tiếng người Trung Quốc, cũng khẳng định bỏ cuộc là thất bại lớn nhất đời người. Đây là một trong bốn điều mà ông đúc kết dành cho thế hệ trẻ. Ba điều còn lại là: kiên cường là gì? Một khi bạn đã kinh qua gian khó, uất hận và thất vọng, chỉ khi đó bạn mới hiểu được kiên cường là gì. Nghĩa vụ của bạn là siêng năng hơn, chăm chỉ hơn và tham vọng hơn người khác. Chỉ kẻ ngu mới dùng miệng để nói, người thông minh dùng trí óc và người sáng suốt dùng trái tim. Trong xã hội cạnh tranh hôm nay, dù làm bất cứ việc gì đi chăng nữa, có thể vượt qua bạn sẽ trụ vững, không thể vượt qua bạn sẽ bị đào thải. Thiếu viên gạch cuối cùng là nghị lực, là sự kiên trì, đầu hàng trước khó khăn trên đường tiến bước. Mọi công sức ban đầu bạn bỏ ra cũng chỉ là vô nghĩa, và tất nhiên bạn cũng đã đánh mất thành tựu trái ngọt trong đời.